Lâu lắm rồi Hương chưa đọc thơ, nên hôm nay Hương xin đọc thơ của quý vị khán giả. Hương xin mượn lời thơ của nàng thơ Juliet để cảm ơn quý vị khán giả, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ và theo dõi kênh Người rừng Kali. Bài thơ đầu tiên là bài thơ Chúc Tết. Chúc mừng năm mới, chúc quý ông bà, cô chú bác. Chúc mừng năm mới, chúc quý ông bà, cô chú bác, quý anh chị, các em gần xa và tất cả khán giả mến thương cùng các mạnh thường quân chân quý, một năm mới Giáp Thìn như ý. Chúc quý vị sức khỏe dồi dào, tiền vô ào ào, tiền ra nhỏ giọt. Tình cảm gia đình luôn mật ngọt, công việc hanh thông và chót lọt. Chúc một năm mới tốt lành. Hương xin cảm ơn quý vị. Hương xin một lần nữa cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị em, các khán giả, các mạnh thường quân đã theo dõi và ủng hộ kênh Người rừng Kali. Kế tiếp là bài thơ của em Long Trần. Long Trần nói là em cố gắng lắm em làm bài thơ này tặng chị, làm không hay nhưng mà Hương đọc Hương thấy rất hay. Chị xin cảm ơn em Long Trần và tựa đề của bài thơ là Chị yêu của em. Chẳng ngại mưa gió bão bùng, chị yêu tôi vẫn lặng thầm phát cơm. Mọi người yêu quý biết bao, tấm lòng của chị bao la chừng nào. Đem về cân đếm đong đo, sao cho dưới suối anh em no đầy. Cảm ơn chị yêu rất nhiều, mong sao cho chị suốt đời bình an. Cảm ơn em Long Trần, bài này hay lắm ấy chứ, hay hơn thơ của chị rồi. Kế đến là bài thơ của nàng thơ Juliet viết cho sĩ. Sĩ ơi sao lại thế này, đẹp trai phong độ ngày xưa đâu rồi. Nhìn em xót dạ của tôi, cuộc đời trai trẻ tội tình gì đâu. Sao đành chôn ở suối sâu, tỉnh đi em hỡi rồi mau về nhà. Chị Hằng tay vẫn dang ra đón em với cả tình thương hôm nào. Rồi sau bài thơ của Julie viết cho sĩ thì bà Khoai Lang cũng viết một bài thơ. Chị Hằng xuống suối gặp em, sĩ ơi theo chị cơ hội còn đây. Sĩ rằng cho em ít ngày, sĩ đi một trật, giờ ốm teo ông già. Sĩ nói cho em vài bữa rồi em về với chị, nó đi miết gặp lại nó như là ông già luôn vậy đó. Rồi nàng thơ làm một bài thơ khác tiếp tục. Hẹn lần hẹn lữa ấy mà, bỏ tin chưa được về nhà sao đây. Thôi đành ở lại nơi này, sống đời rong ruổi những ngày gió mưa. Rồi bài thơ kế tiếp là nàng thơ viết cho Du Dương. Từ tối qua đến giờ, chị thơ chỉ cứ chờ. Wonder sao không thấy Du Dương chạy trốn đâu, mà câu thơ chưa viết giờ mới biết Dương bận. Du Dương dạo này hay chạy trốn lắm. Rồi đây là một bài thơ của Christopher Trương. Bài thơ này Hương nghĩ lần trước Hương đọc thơ là tháng mấy, hình như tháng 12. Rồi sau đó Christopher cũng có làm vài bài thơ, xong Christopher biến đi đâu mất, giờ Hương kiếm hỏi ông ra, viết email cũng không trả lời luôn. Nhưng ở đây còn một bài thơ của Christopher Chương. Julie hỏi tại sao giống bao nhiêu người khán giả có cùng câu hỏi như nhau, tại sao sĩ lại như thế này. Có cô Hằng cho cơ hội nhưng sao vẫn thế. Sĩ cũng giống như anh chị em sống ở suối, họ bị dính nghiện vì nhiều lý do. Lý do áp lực của gia đình là một, áp lực của xã hội là hai. Bị áp lực, stress mượn thuốc để giải buồn, giống như là có người buồn thì mượn rượu để giải sầu. Ba là thích sống tự do, không thích kỷ luật.
Bốn là mê bạn, ham chơi, thích tụ tập. Năm là theo khoa học, nghiện là bệnh. Hút lâu năm thành bệnh nan y. Bệnh nan y thì rất khó trị. Sáu là di truyền, bệnh nghiện thì càng khó cai. Bảy là trị bệnh nan y thì cần nhiều thời gian. Chín là mất hết giấy tờ, không ai mướn việc làm. Không có chỗ ở, phải sống vô gia cư. Mười, cần có quyết tâm. Ai cha, bảy rồi đến chín, không thấy tám đâu hết. Chín rồi đến mười nha. Mười, cần có quyết tâm, ý chí của người bệnh nghiện. Bản thân có thật sự muốn cai nghiện hay không? Thật ra Christopher có học qua một cái trường lớp gì đó để giúp những người nghiện. Hương cũng học được một đôi điều với lại Christopher mà bây giờ đâu mất tiêu rồi, Hương không biết nữa. Làm bài thơ này cho Du Du. Hôm nay trời nắng nóng, chú Huỳnh với bé Bông đi lòng vòng dạo suối, nhớ những ngày rong ruổi, thui thủi chỉ một mình. Bình minh đời chẳng có, cuộc sống đầy khó khăn, nỗi băn khoăn trong lòng, quá khứ như mưa giông và dòng đời đưa đẩy. Chú đến con suối này, sống những ngày đã qua, rồi một hôm người lạ tìm đến chỗ của ta, gửi chút quà nho nhỏ, cô khuyên ta nên bỏ con suối nhỏ nơi này, làm một cuộc đổi thay, và ta chấp nhận ngay, cảm ơn ngày hôm nay. Kế đến là bài thơ của Du Dương trả lời cho chị Kim Nguyễn 7440. Tướng thù lù, tóc rối bù, lúc nào cũng lu bu, trí nhớ thì hay lú. Tới đây chắc mọi người biết là ai rồi. Trí nhớ thì hay lú, thù thì nhớ rất dai, hay vậy mà được khen hoài. Trí nhớ thù thì nhớ rất dai thì là chưa đúng hẳn, chỉ nhớ thù ông cụ Ken thôi. Còn những người khác thì mình không thù, mình cũng không nhớ dai đâu nha Dư Dương. Có thù ông cụ Ken thì nhớ rất dai. Kế đến là nàng thơ Juliet viết về món cháo lòng. Hôm nay nấu cháo lòng mà không cần dậy sớm. Chị chủ này khôn gớm, chỉ cần mớm đôi lời là bếp ga đến nơi. Thảnh thơi mà nấu nướng, hôm nay bếp khai trương. Cảm ơn chị Kim Thương cho út Hương cái bếp. Chị làm xếp từ đây, không còn phải loay hoay, nồi to mệt lắm thay. Chị Kim cho Hương cái bếp ga nấu. Julie làm bài thơ này. Kế đến là bài thơ của Christopher cũng tiếp tục cái bếp ga. Cảm ơn chị Kim cho chị Hương cái bếp. Chị Hương bắt đầu làm xếp, bảo Huỳnh đứng canh cái bếp. Bếp mới làm Huỳnh thành đầu bếp, phải canh bếp cho sếp Hương. Huỳnh la làng, ông trời ngó xuống mà xem. Hôm nay tôi có một ngày nghỉ, tôi bị đọa đầy canh bếp cho sếp Hương. Có cái bếp mà được mấy bài thơ rồi đó. Kế đến là bài thơ của Du Dương viết cho nàng thơ Juliet. Hôm nay nàng vui à, sao mà thơ lầy thế? Thôi kệ vậy cũng hay, đỡ đọa đầy tim tôi. Sau đó là đến Christopher viết cho Du Dương. Christopher vặn vẹo Du Dương, hỏi vặn vẹo. Ôi giời, sao lạ thế? Du Dương ơi Du Dương, chuyện thật lạ, làm thơ sao đọa đầy, tim người hay tim ta, thơ không phải bỏ tù, giao kèo làm nô lệ. Ca ca ca. Đó là bài thơ của Christopher. Kế đến là Lee Swart. Mình không biết mình đọc đúng hay không. Lee Swart là ở bên Đức. Tiếng này là tiếng Mỹ hay sao? Mình không biết đâu. Hay quá chị chủ Huỳnh Hương, lòng luôn vấn vương, dành nhiều tình thương cho người dưới suối.
Kế đến là bài thơ của anh Hoàng nha. Cháo lòng món đặc chủng, thưởng thức lần nghiện luôn. Đong đưa vài chén rượu, tình thơ mãi đầy vơi. Kế tiếp theo là bài thơ của nàng thơ Juliet. Trưa nay xe kéo chất chồng, vẫn con suối ấy cháo lòng đến nơi. Thân quen tiếng chị gọi mời, giò heo cháo nóng, tuyệt vời ăn không? Ai đang cảm thấy đói lòng, hãy mau đến quán không đồng chị Hương. Quán này không bán tình thương, chỉ dành tặng khách lỡ đường ngang qua. Biếu cho những mảnh không nhà, đói lòng xót dạ, mà tiền thì không. Rồi bài kế tiếp là của Lee Swart nữa nha. Hôm nay có mấy anh em tụ tập giúp quán thêm đông thật là. Xuống suối phát cháo lòng mà giúp người homeless không nhà có ăn. Rồi bài thơ tới là của Christopher Chương. Trả lời tiếp tục bài thơ của Lee Swart. Ở Mỹ ngủ màn trời chiếu đất lạnh thấu xương. Ban đêm trời lạnh sương rơi ướt người. Sương rơi không khác gì mưa. Trời lạnh ăn tô cháo nóng, không chỉ ngon mà còn ấm người. Một nhà xin ba bốn tô, cháo lòng chị Hương nấu, hôm nay đắt nà. Không phải một nhà xin ba bốn tô, một người lên lấy, nhưng ở dưới có ba bốn người. Thường là nhà của Lộc, có Lộc, có Huyền, có ông Mỹ Đen. Nhiều lúc có một người bạn nào đó là khoảng ba bốn người, một người lên lấy thôi. Tại đi ở đó Hương thấy rất nguy hiểm. Lộc với là Huyền đi thon thoát, còn ông Mỹ, mỗi lần ông Mỹ Đen đi Hương căng thẳng lắm. Ông đi nó trượt trượt, ông té một cái. Sao họ chọn những nơi kinh khủng quá, nó thung lũng xuống dưới, họ đỡ vấp vênh ghê, thật là ghê, nó trượt một cái. Rồi bài thơ này của chị Hiền Bùi. Yêu thương mang đến tận rừng, phần quà tuy nhỏ ấm lòng các anh. Tô cháo tô bún nghĩa tình, tiếng cười rộn rã của người đem trao. Cảm ơn những tấm lòng vàng, yêu thương san sẻ cho người xa cơ. Cảm ơn chị Hiền Bùi. Kế đến là bài thơ của nàng thơ Juliet. Xin gửi đôi lời cảm tạ đến hai bạn trẻ tên là Lâm Tân. Cảm ơn hai cháu vô ngần, yêu thương san sẻ phần quà Noel. Gửi người không biết không quen, cà phê gói thuốc lại thêm ly mì. Cảm ơn anh chị Kim Sơn. Đó là hôm đó là ngày Noel. Rồi con của chị Kim, Lâm với Tân đi xuống suối để tặng quà, để tặng quà cho các cô chú. Lâm thì đi làm rồi, Tân thì vẫn đang đi học. Hai anh em hùng tìm mua quà xuống suối tặng cho các cô chú, gói thuốc với cà phê với ly mì gì đó. Còn chị Kim của Hương là, chị Kim là từ kênh Kim Sơn Cali. Chị của Hương đang làm YouTube, xong rồi nhờ Hương, chị Hương rất là hay đi chơi, xong rồi muốn chia sẻ, cái Hương đòi là cho chia sẻ trên kênh Hương, Hương không chịu. Hương nói kênh Hương không có chia sẻ mấy cái đó. Bây giờ chị Kim tự mở kênh đi, cái chị Kim mở ra mê, rất là mê làm YouTube. Xong rồi cái làm hoài thì chị cũng làm mỗi ngày, có được khán giả Hương giới thiệu qua coi vài người, chị Kim rất là mừng. Xong tự nhiên một ngày cháy nhà hàng xóm, chị Kim quay cái là khán giả vô coi rầm rầm, cái chị Kim được quảng cáo luôn. Bình thường không có được quảng cáo, đã rất ít người coi. Chị Kim hay đi du lịch ăn uống thì ít người quan tâm, cháy nhà một cái chị Kim được bật quảng cáo luôn. Chị Gương nhờ Hương nhắn lời cảm ơn cô chú anh chị em, và những ai chưa biết kênh Kim Sơn xin mời ghé thăm để xem cảnh du lịch ăn uống. Rồi em cũng cảm ơn chị Kim Anh Sơn đã đem quà tặng cho các em dưới suối. Cảm ơn hai cháu Lâm với Tân nha. Rồi kế tiếp là bài thơ của nàng thơ Juliet, làm cho Lộc. Lâu lắm rồi không ai. À, hồi xưa Lộc
Lệ Hương đăng đọc lên video kênh Hương, cho nên là Du Dương với mọi người, nàng thơ làm thơ cho Lộc, lâu rồi Lộc tự làm kênh, cho nên là không có còn thơ nữa, nhưng đây là những bài thơ cũ, Hương đọc rất hay nha. Bác đặt tên cho con, An Lộc trận mất còn, vui ăn mừng toàn thắng, cái tên lời ông nhắn, phải cứng rắn, kiên cường, như chiến trường năm xưa. Dù bão táp gió mưa, nhớ chưa không gục ngã, không được phụ lòng cha. Bác nay tuổi đã già, cuối nẻo còn bao xa, Lộc ơi hãy tỉnh ra, lần này chiến thắng nha. Cả nhà đang mong đợi, An Lộc sẽ trở về, kiên cường không gục ngã, xứng đáng cha đặt tên, cố gắng lên Lộc ơi. Mọi người luôn mong đợi, ngày An Lộc trở về, hạnh phúc bên gia đình, vợ yêu cùng con nhỏ. Đó là bài thơ Julie viết cho Lộc. Lúc đó Lộc đã đi cai rồi nha. Rồi kế đến là bài thơ này của Du Du hay là của không biết của Du Du hay là của nàng thơ. Bài thơ là vợ yêu cùng con nhỏ, luôn bỏ công đợi ba, cho nhà trọn tiếng cười. Mẹ tưới cây làm bếp, ba xếp hàng tôm cá, con ca hát phục vụ, cho dù chưa học bài. Ba phải giỏi lên nha, con yêu ba thật nhiều. Con yêu ba thật nhiều và thương mẹ phiền nhiễu. Ba phải hiểu nha ba, để cả nhà an vui. Để ông bà, mong ông bà an ủi, cho mẹ đỡ tủi thân, mong cô chú ân cần, gửi thân thương tới ba. Chắc bài thơ này của Du Du nghe không giống thơ của Du Dương, à, nghe không giống thơ của Julie. Bài này cũng viết cho Lộc, mang tâm tư của bé Annie. Rồi bây giờ là Du Dương làm bài thơ này cho Julie. Mấy hôm rồi nghĩ ngợi, ở phương trời xa đó, gió đông lay chị ngã, chẳng biết đã ổn chưa, bên em trời vừa tối. Thấy dòng thơ chị nổi, rối rít chẳng ngắm thơ, chỉ mong chờ chị khỏe. Đó là mấy ngày nàng thơ bị bệnh, không có nàng thơ bị bệnh, không có làm thơ. Rồi khi nàng thơ làm một bài thơ, thì Du Dương biết bài này. Rồi kế đến là bài thơ của anh Hoàng. Mấy ông này kỳ thật, món nào ông cũng phiêu, xa cơ không ai trách, đam mê khỏe sửa sai. Có thấy ai sửa sai gì chưa? Chưa thấy. Rồi anh Hoàng là một bài thơ khác. Ba má luôn kỳ vọng tên Lộc trời ban, vui say tiết mù khí phách hiên ngang. Trời là vung, em nay tỉnh táo rồi, xin xã hội rộng lượng, khó quên giấc mơ chế lại quên. Hương không hiểu nhiều. Rồi đến bài thơ kế tiếp là của nàng thơ Juliet. Trời đêm mưa giăng tăm tối, chị Hương Huỳnh vẫn cứ lội mà đi. Hỏi rằng chị bán món chi, chè xôi bánh ngọt, thứ gì cũng ngon. Tiếng reo theo gót chân mòn, khách hàng từ những lèo con chị mời. Đêm nay bán đắt quá trời, đội mưa mà chị vẫn cười thật tươi. Hôm đó Hương với Huỳnh đi bán xôi chè buổi tối, bây giờ hết đi bán buổi tối. Tại Huỳnh về trễ quá, bắt nó đi tội nghiệp, nó đi làm về mệt rồi, cho nên bây giờ đi với anh Bi, đi buổi sáng. Bài thơ này nàng thơ làm lúc đó là buổi tối. Nàng thơ cũng có kênh nha mọi người, nàng thơ Juliet, mong mọi người ghé thăm. Dạo này nàng thơ làm việc rất bận rộn nên không còn làm video mới nữa. Trước đây Julie làm nhiều video mới, bây giờ thỉnh thoảng có làm thơ trên kênh của nàng đó. Mới đi cho bố Hương ăn xong, bây giờ đọc thơ tiếp nha. Bài thơ này của Lê Sword. Trời mưa cứ mặc trời mưa, Hương Huỳnh xuống suối đưa mời thức ăn. Đêm tối không ngại khó khăn, kéo xe phân phát bữa ăn mọi người. Hương Huỳnh vẫn nở nụ cười, bao nhiêu vất vả thương người vô gia cư.
xe kéo bốn bánh lắc lư, xô chè đắt khách như là tôm tươi. Phục vụ việc tốt giúp đời, chuyến xe từ thiện tuyệt vời cho không. Huỳnh Hương có trái tim hồng, cảm ơn tất cả đồng lòng chung tay. Với cả mạnh thường quân này, chúc một năm mới tràn đầy niềm vui. Bữa cơm đạm bạc tới lui, miếng ăn khi đói, ngọt bùi yêu thương. Cảm ơn Lee Swart. Rồi, kế đến là... Rồi sau đó Hương cảm ơn Lee Swart làm thơ hay quá. Cái Lee Swart là một bài thơ tới kế tiếp. Cảm ơn Hương Huỳnh quá khen, tặng liều thuốc bổ, bên Đức vui mừng. Rồi Hương nhớ đúng thấy không? Lee Swart ở bên Đức. Chúc chị em Mỹ, người rừng, khỏe mạnh hạnh phúc, lẫy lừng nấu ăn. Nấu ăn mà lẫy lừng nữa xảy rồi. Mai Hương sẽ lẫy lừng nấu ăn. Hương nấu món bún vịt măng. Rồi, bài kế tiếp là Lee Swart làm trả lời Christopher. Tại Christopher khen thơ hay, Lee Swart biết là cảm ơn bạn đã động viên, như là liều thuốc thần tiên gửi mình. Chúc bạn khỏe đẹp, an bình, cuộc sống hạnh phúc, gia đình ấm êm. Làm ăn phát đạt đi lên, làm thơ vui vẻ thêm phần trẻ trung. Cuộc đời thoải mái ung dung, nối vòng tay lớn, chung lòng yêu thương, chia sẻ bên nhau tác tương, Mỹ cùng với Đức, bốn phương bạn bè. Hay không? Trời ơi, cảm ơn một cái là một bài thơ luôn. Rồi, kế đến là thơ của chị Hiền Bùi. Hoàng hôn buông xuống suối sâu, chị em đi bán, yêu thương cho người. Mấy anh mấy chị đâu rồi? Vào đây mà nhận chút quà nhỏ nhoi. Quà đây một gói xôi chè, một khay bánh ngọt, ấm lòng một đêm. Chúc em Hương, Andy Huỳnh, một năm mới đầy ấm no thịnh vượng. Cảm ơn chị Hiền Bùi. Kế đến là Hoàng Anh Hoàng, nhìn ngắm cảnh thiên nhiên, tự hình khung nơi cảnh, họa tiết đồ xen ý, tình yêu bay mất rồi. Mẹo con cùng chị vịt, hồn nhiên ngắm người qua, nàng tiên trời tưới nước, nắng vàng nhẹ nhàng soi. Kế đến là Du Dương. Rồi, bây giờ là đến thơ của chị Hiền Bùi nữa nha. Từng tia nắng theo chân người rong ruổi, đi bán yêu thương cho khắp mọi người, không phân biệt là ta hay ngoại quốc. Chỉ biết rằng họ bất hạnh hơn ta. Tôi chợt thấy mắt mình cay ngấn lệ. Cũng là người, sao họ lại thế kia? Họ chỉ mong thứ bảy, thứ ba để được quán không đồng trao tặng. Bữa cơm, bữa bún Việt Nam đầy tình thương của quán không đồng trao tặng. Chỉ chúc tất cả anh chị em trong quán không đồng một năm mới an khang thịnh vượng. Bây giờ đổi rồi nha, không phải thứ bảy thứ ba, bây giờ chủ nhật. Tại vì trời tối quá, phải đi buổi sáng, cho nên chủ nhật thì thằng heo được nghỉ làm. Kế đến là bài thơ của nàng thơ Juliet. Hôm nay chị hết bệnh rồi, cảm ơn Dương đã có lời hỏi thăm. Mặc dầu nơi ấy xa xăm, tình em với chị tháng năm thêm gần. Mỗi lần thơ chị gieo vần là Dương lại đến góp phần thêm hay. Cảm ơn chuyện vui đêm nay, Du Dương viết tặng anh thầy chuyên gia. Viết trả đũa chuyện hôm qua, thầy tặng Dương món spaghetti. Món Ý gia vị mắm tôm, mới vừa thưởng thức, Dương ôm bụng liền. Hôm nay bụng vẫn còn phiền, mắm tôm mắm ruốc, chuyện riêng hai chàng. Bài thơ này Lee Swart viết cho Juliet. Chị chúc chóng bình phục nha, khỏe mạnh vui vẻ, rồi làm thơ. Những vần thơ hay bất ngờ, động viên chia sẻ, bao giờ cũng hay. Ai đọc thơ cũng mê say, thích nàng Juliet, hàng ngày thơ phiêu. Bình an hạnh phúc, yêu kiều,
Văn thơ lai láng, mỹ miều đẹp xinh. Chị Lacework làm thơ tặng Julie đó. Rồi kế đến là Dương làm thơ cho Lacework. Đức quốc xứ sở thanh bình, có vần thơ đẹp, chân tình của Ly. Đức quốc xứ sở thanh bình, có vần thơ đẹp, chân tình của Ly. Gửi mây mang đến Hoa Kỳ, hỏi thăm sức khỏe, Julie thế nào? Thêm lời khen tặng gửi trao, nàng thơ đón nhận, ngọt ngào kết thân. Chị khoai vui sướng vô ngần, từ nay kênh có, thêm vần thơ Ly. Này là Du Dương. Du Dương viết văn rất hay. Hôm nay làm thơ cũng rất hay luôn. Rồi đến bài kế tiếp là Du Dương làm cho nàng thơ Juliet. Mừng thay chị đã khỏe rồi, thơ hay lại đến, để thôi muộn phiền. Nhẹ lòng theo dõi chợ phiên, vì thêm thơ chị được điền nơi đây. Chị ơi có biết có hay, vắng tiếng thơ chị quán này buồn tênh. Văn minh chị góp cho kênh, khán giả yêu mến theo vần chị gieo. Du Dương nói thiệt đó, không có thơ Juliet kênh buồn tênh. Rồi kế đến là Lee Schwartz là một bài thơ. Đây là bài Julie viết bài thơ kế tiếp là cho Lộc. Lúc đó là Lộc đi xuống suối để quay video. Hương mới la làng Lộc xuống suối rồi. Thì Julie mới là làm bài thơ này. Cái đó là Hương nói đúng nha, không nói sai. Hương nói Lộc xuống suối rồi, Hương đâu có nói Lộc té suối. Mọi người xứng xa xứng xác vào la Hương. Nói Hương là câu view nói là Lộc, Hương đâu có nói té suối, Hương nói xuống suối. Rồi Julie làm bài thơ này nha. Hôm nay vừa thấy tựa đề, Lộc đi xuống suối, tưởng phê lại rồi. Ai dè lúc mở ra coi, mới hay mới biết, chị khoai thiệt tài. Lúc này chị biết câu like, tựa đề giật tít, hỏi ai không vào. Coi xong ai cũng thở phào, thì ra ông Lộc chưa nhào xuống kia. Hãy mau cai nghiện xong dìa, có cô vợ đẹp, sớm khuya đang chờ. Lộc mà không bỏ tiên mơ, thì thôi đừng trách, bơ vơ phận mình. Nhớ nha Lộc nha, phải bỏ tin mơ nha. Làm này, dạo này mọi người có thấy Lộc giỏi không? Đi suối mỗi ngày luôn, nói chuyện huyên thuyên mỗi ngày 2-3 video dưới suối. Còn xuyên hơn Hương. Hương đi có một ngày chủ nhật phát bún, rồi đi ngày thứ tư phát xôi chè, có 2 ngày thôi. Bây giờ có sóng cầu thấy họ đói cho nên có thể đi thêm một ngày nữa để xuống cho sóng cầu vậy thôi. Lộc mà nói chuyện huyên thuyên gặp biết bao nhiêu người. Kế đến là bài thơ này của ai làm đây? Bài thơ kế đến là của Lee Swart. Thơ hay chia sẻ đúng là nói về đời Lộc thật mà chuẩn luôn. Cầu Chúa mong Lộc đừng buồn, giang tay che chở bước đường Lộc đi. Mong Lộc tỉnh táo vẻ vui, bỏ nghiện xuống suối, tránh lui nhé chàng. Muốn được người yêu thắm nàng, thì xin Lộc hãy vững vàng lên nha. Tất cả mọi người chúng ta chắp tay cầu nguyện đuổi ma quỷ này, cho mọi người nghiện đổi thay, đứng lên làm lại, mắn may cuộc đời. Ở Đức cũng có chung lời, cảm tạ Đức Chúa, trời là Giê-xu. Rồi, sau đó là bài thơ của nàng thơ Juliet, viết cho Lee Schwartz. Cảm ơn em gái phương xa, đêm nay gặp lại, em à khỏe không? Hỗn rầy lắm kẻ ngóng trông, thơ ly vắng bóng, nàng hồng nơi đâu? Hay không? Thế là nàng thơ Juliet đi hỏi Lee Schwartz là đi đâu không làm thơ, mà viết ra thành một bài hay như vậy đó. Rồi, cái này là người rừng Cali mới là trình bày hoàn cảnh vì bị người ta nói là câu like, câu view làm người ta hết hồn tưởng Lộc té suối. Thế là người bà Khoai Lang mới làm bài thơ này để trình bày hoàn cảnh. Hỗn rầy tiệm ế quá trời, người xem thì ít, tiền vô chẳng nhiều. Nên mình nghĩ cách câu view, la Lộc xuống suối cho view tăng kiểu này.
xin lỗi nếu bị hú hồn, thấy Lộc xuống suối, thừa cơ la làng. Nhưng chàng Lộc vẫn hiên ngang, xin yên tâm nhé, Lộc nay rất kiên trì. Mà mình đâu có la té suối, mình la rõ ràng là Lộc xuống suối, mà mọi người... Rồi kế đến là nàng thơ Juliet trả lời bà Khoai Lang. Cảm ơn bà chị mình nhiều, giải thích tiềm ế câu view chút mà. Mình biết tính chị thật thà, câu view tự nhận, chẳng qua vắng người. Ai la thì chị chỉ cười, không hờn không giận, vẫn tươi như thường. Vẫn ngày góp nhặt tình thương, rồi đem tặng kẻ, lỡ đường không may. Cảm ơn em Julie. Kế đến là cũng một bài thơ của nàng thơ Julie. Chiều nay đi bán hàng rong, chiếc xe kẹo kẹt, một vòng kéo đi. Chè xôi thêm ổ bánh mì, cũng lời rao hỏi, mọi khi chị mời. Quán này không bán kiếm lời, chỉ dành biếu tặng, mảnh đời kém may. Khách đông bán chút hết ngay, hẹn ngày tái ngộ, nơi này tuần sau. Đó là bán xôi chè. Lý Xòa cũng là một bài thơ bán xôi chè. Hôm nay chị em Hương Huỳnh kéo xe xuống suối, tận tình phát rong. Nghĩa cử cao đẹp, trắng trong, giúp người cơ nhỡ, cầm lòng thấy thương. Chúc cho chị em Huỳnh Hương khỏe mạnh vui vẻ, vạn đường bình an. Cầu Chúa ban phước vô vàn, cuộc sống êm ấm, ngập tràn yêu thương. Rồi sau đến là bài thơ của nàng thơ Juliet. Mỗi ngày mình ghé thăm kênh là nghe chị nói Hương quên nữa rồi. Bao nhiêu thứ việc trên đời làm sao nhớ hết, như thời trẻ trung, tuổi già sắp phải đi cùng, chân tay bộ nhớ không chung một nhà. Cái thời ai cũng phải qua, nhắc đi nhắc lại sao mà vẫn quên. Ngày nào cũng cố ghi lên mà đâu có đọc, hên xui thôi à.